Chúng ta thông thường thì chúng ta nói rằng nếu biết trước hậu quả của việc đó chúng ta không có làm. Chúng ta gặp khổ đau hay chúng ta gặp những gì trắc trở, chúng ta nói phải biết trước rồi đâu có làm. Nhưng mà xin thưa với các vị, có những khi các vị biết trước nhưng các vị vẫn làm. Bây giờ tôi nói nè, trên cái gói thuốc các cái nhà y học viết một cái câu ở trong đó là cái gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Chai rượu không biết có không? Hả? Trong chai rượu có không? Nhưng mà trên cơ bản nhất là rượu thuốc này đã được cảnh báo, hút thuốc hay là uống rượu có hại cho sức khỏe. Nhưng mà các vị thấy thiên hạ có hút không? Và có đọc câu đó không? Ủa biết mà sao vẫn hút? Cho nên các vị đừng đổ thừa phải dè tôi biết trước việc đó tôi sẽ không làm. Xin thưa các vị, các vị có biết trước đi chăng nữa, nếu các vị không vượt qua được những cái lòng tham, những cái cố chấp, những cái ham muốn, những đam mê, những gì của các vị, các vị sẽ không thắng nổi thì các vị vẫn làm. Cho nên vì vậy các vị đừng nghĩ rằng là biết tôi không làm. Những sự chấp ngã, tự ái, tham lam của các vị, nó là những cái mà sức mạnh rất lớn ngủ ngầm trong lòng chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta không có sự tu tập, không kiểm soát, chúng ta không nhận ra được cái điều này. Chúng ta bị nó thúc đẩy mà chúng ta không bao giờ biết. Bởi vì lúc đó giữa nghiệp và chúng ta không có ai. Bây giờ các vị không biết thiện ác, nhân quả, tội phước, nhưng mà Đức Phật có dạy cho chúng ta không? Đức Phật dạy rất đầy đủ, thậm chí dạy mà chúng ta không thèm nghe nữa. Chúng ta cho nó ôi mê tín, ôi tào lao, mấy gì đó đâu cần thiết. Thậm chí đi chùa học tu như thế này, kêu mọi người đi học tu, đâu có học tu đâu. Chừng nào sắp chết mới vô chùa, chừng nào mạt sát tan nhà nát cửa mới vô chùa. Tức là khi nào chúng ta bị khổ đau thì lúc đó chúng ta mới có thể giác ngộ. Cũng giống như một người gọi là ta để hút thuốc có hại cho sức khỏe. Ôi nhầm gì, ta hút ngày chục điếu đâu sao đâu. Nhưng mà khi bệnh ung thư rồi sao? Trời phải về biết ngày xưa bỏ được rồi, bỏ sớm sớm đâu có cái nạn này. Có phải không? Nhưng mà các vị biết ngày xưa người ta vẫn viết ở trong cái gói thuốc cho các vị, nhưng mà các vị có nhầm nhỏ gì? Đang phê. Đang phê. Vì vậy cho nên trong Phật giáo chúng ta có một câu: Bồ Tát thì sợ nhân, gọi chúng sinh thì sợ quả. Khác biệt nhau giữa người giác ngộ và người mê là chỗ đó. Bồ Tát biết rằng hành động này đem đến điều đó là khổ đau, Bồ Tát sẽ dừng lại từ ban đầu. Còn chúng ta là gì? Hành động đi chừng nào khổ đau giác ngộ tính sao? Ta khác với thiên hạ là như vậy. Như bây giờ bác sĩ nói là ăn cái này sẽ dẫn đến bệnh thật, nhưng mà mình khoái khẩu cái món này, ăn ăn chừng nào bệnh tính có phải không? Vì mình muốn thích ăn, cho nên là sự cảnh báo chưa đủ cái sức như vậy. Tôi nhớ mười mấy năm trước tôi có cô Phật tử này cũng bị gọi là bệnh tiểu đường. Mà các vị biết rằng bản thân tôi không tiểu đường mà kem còn ít có dám ăn. Còn cổ mà bị tiểu đường mà cổ thèm kem. Thì hôm đó tôi có ghé nhà tôi thăm. Thì lúc mà tôi ngồi nói chuyện với cổ, cổ mới nói là con à, đem cho mẹ với thầy 2 ly kem để thầy với mẹ ăn. Thì tôi hỏi, ủa cô tiểu đường mà cô dám ăn kem à? À cổ nói ăn ăn thầy ơi, thèm quá chịu nổi, chừng nào chết thì hãy tính. Nhưng mà thật ra cổ nói thì nghe tưởng hay lắm, nhưng mà cổ ngồi nói chuyện với tôi cũng ăn chơi cho vui vậy thôi, chứ thật ra mà nói tôi cũng sợ mấy thứ này. Bởi vì cơ thể tôi thì xưa nay rất là yếu, cho nên mình phải tự thủ. Nhưng mà nói chung là ngồi vui thì cổ ăn với tôi chưa được nửa ly kem, cái cổ bỏ xuống, cứ ôm cái đầu của nó, con ơi lấy thuốc cho má. Rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Đây là cái điều nhỏ thôi, nó chỉ là một cái nhỏ thôi. Chúng ta cảm thấy chúng ta sợ khổ, bản thân chúng ta sợ khổ không? Ai cũng sợ khổ hết á. Nhưng mà con đường đưa đến khổ đau chúng ta có từ không? Không có từ. Ai cũng sợ bệnh đúng không? Nhưng mà những cái loại mà thực phẩm khoái khẩu mà đưa đến bệnh tật chúng ta đâu có từ. Vì vậy ở đây chúng ta chỉ sợ khi nào cái kết quả nó tới.
khi nào chúng ta xét nét, chúng ta ngăn ngừa từ những nhân tố ban đầu. Ví dụ bao giờ gia đình chúng ta tan nát, chúng ta mới biết rằng ăn chả, ăn nem hay ngoại tình gì đó, chúng ta mới biết rằng nó là hậu quả ghê gớm. Nhưng mà lúc như vậy chúng ta có biết không? Lúc chúng ta ngoại tình, lúc đó chúng ta vui chứ chúng ta đâu biết đâu. Lừa gạt được người bạn đời của chúng ta cũng cảm thấy sướng lắm chứ. Cho nên là chúng ta cảm thấy cái gì ăn dụng là ngon à. Thì đúng là ngon đó. Nhưng mà cái giá phải trả cho cái ngon là không nhỏ. Cho nên khi mà gọi là tan nhà nát cửa, cái mình mới ân hận. Và mình nghĩ là tại sao mình lại lúc đó mình dại khờ. Nhưng mà phải tại sao dại khờ này, lúc đó mà vợ nói à anh à nên gìn giữ gia đình, hay là còn con, còn cái, còn danh dự, còn công ăn việc làm, mọi thứ. Mà lúc đó mình nghĩ được vậy hay biết mấy. Cho nên nó có những cái câu mà tôi nhớ Nguyễn Bính ngày xưa ông từng nói trong bài thơ nào, tôi nhớ mấy câu này nè. Đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến hay khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì xả lỏng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa à. Đơn giản là như vậy. Cho nên khi lúc đó con người giác ngộ là không còn gì, tức là không cứu chữa được. Bởi vì cái chuyện này tôi đã chia sẻ và tôi đã tiếp cận nhiều rồi các vị. Thật ra việc này nó không dính dáng gì đến tôi, nhưng mà các Phật tử, những người gần xa chia sẻ nhiều như thế. Ví dụ bây giờ lúc chúng ta ăn chơi, chúng ta phung phí, người thân, bạn bè, thậm chí cha mẹ chúng ta, nói chung cơ bản nhất là người trong gia đình chúng ta khuyên con là đừng nên như vậy, đừng phung phí, đừng ăn chơi thế thế, hãy lo cho sự nghiệp này kia kia nọ. Lúc đó bất cần, tiền có sẵn mà, đi vô quán bà cái thảy cọc, cái em nào cái vui vui thích thích móc cọc nè, lúc đó đâu có sao đâu, mọi thứ đầy đủ. Nhưng mà khi nào sạc nghiệp mà không còn cọc nào thì lúc đó mới ân hận. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lúc móc cọc thảy như vậy đã bản ngã mà. Ăn chơi tất cả mọi thứ phung phí không cần thiết, người thân chúng ta, người lớn, người thương yêu thật sự chúng ta, người ta lo lắng. Còn bản thân chúng ta giống như lúc đó bị ma nhập hay gì không biết, không kiểm soát được hành vi của mình, cũng không cần nghĩ đến ngày mai, và nghĩ rằng mọi thứ lúc nào nó cũng thành đạt và diễn ra như là chúng ta nghĩ. Mà chúng ta đâu biết rằng phước báo mỗi người nó có giới hạn đâu. Mỗi một con người phước báo có giới hạn, đừng có vô hạn, không có vô hạn. Mỏ cũng có giới hạn của nó nữa à. Mỏ có giới hạn không? Mỏ dầu đó à, là mỏ của tự nhiên, nó có giới hạn không? À, có. Ở đây chúng ta có mỏ than nè à. Sự thật rằng cái của trời cho như mỏ đó mà còn có giới hạn, chứ đừng nói chúng ta. Cho nên có những người chủ quan, rồi coi như khi sạc nghiệp rồi cái lúc đó mới ân hận à, mới nhớ là những ngày mình ngồi vôi nó vui sướng thế nào, giờ xuống chó nó đau khổ thế nào à, thế vậy. Nhưng mà tới lúc đó mình mới hiểu được rằng ngày xưa tại sao như thế, tại sao mà lúc mình phong phí mình không nghĩ. Nhưng mà để kêu à, cho một người nghèo con, cúng chùa con, chùa đang xây dựng con, à, chúng sinh khổ đau con, ơ cái đó không quan trọng. Bởi vì cho cái đó là cái gì? Cái đó của cái chuyện gì mê tín của tôn giáo, của mấy bà già, ông già gì đó, chứ không phải cái tôi. Tôi là thôi còn tuổi trẻ, còn xuân sắc, còn này kia kia nọ, sao đi làm mấy chuyện đó. Cô đừng làm thầy hết hồn. Cho nên ở đây các vị thấy, chính vì chỗ đó cho nên chúng ta cứ có cái quan niệm rằng à, thì khi nào tới việc chúng ta mới hay là chúng ta sai. Vậy có những lúc chúng ta cần thiết chúng ta đi chùa học tu, chúng ta không quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta không còn cơ hội để học tu thì lúc đó chúng ta nghĩ ước gì bây giờ có thời gian để tôi đến chùa, tôi học tu, tôi làm phước, tôi làm công quả, tôi tu hành, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật. Nước tới chôn mà sao nhảy. Mà trước kia đó người ta khuyên, những người đạo đức khuyên, những người đi trước họ khuyên, những người hiểu được nhân quả họ khuyên, chúng ta bất cần. Vì vậy chính cái vô minh mà nó đã che đậy chúng ta là không nhìn nhận ra được là những việc đó vì sao phải làm.
rất nhiều người trong cuộc đời này hối hận. Có thể rằng những người giới thiệu đạo Phật họ không được chính xác, cho nên họ hiểu lầm thôi. Và vì họ hiểu lầm do họ nhìn một vài cái hiện tượng tiêu cực nào đó, cho nên là khi khuyên họ tu, họ cứ nghĩ rằng cái đó có ý nghĩa gì mà tu. Nào là mê tín, nào là cái gì đó, nào là chuyện của ông già bà cả, nào là của những kẻ chồng chê vợ bỏ gì đó, vô thế làm thế đó. Còn họ không có những vấn đề đó, nhưng mà họ không biết rằng là ai cũng có thể gặp phải trường hợp đó. Ta phải là Thượng Đế. Vì vậy cho nên là khi đợi những cái việc đó mà chúng ta đến học tu thì muốn rồi. May mắn một số người có thiện duyên, gặp sự cố nhưng mà chưa bỏ mạng, vì vậy cũng còn giác ngộ và tu học được. Cái đó gọi là thiện duyên. Những nghịch duyên trong cuộc đời đôi khi là thiện duyên của các vị. Có những người vì biến cố cuộc đời giúp cho họ giác ngộ được hơn về lời Phật dạy. Có những người về bản thân có những cái mặt giới hạn nào đó, họ sẽ giác ngộ hơn. Ví dụ bây giờ một người bình thường rất khó giác ngộ, nhưng một người tuổi thân tuổi phận mặc cảm với cuộc đời, họ dễ cảm thông lời Phật dạy lắm. Bởi vì họ đang khổ đau. Cái người khổ đau dễ giác ngộ hơn. Nhưng mà có cái người gọi là đang có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, rất là khó khuyên các vị. Những cái bài giảng hôm tôi giảng ở dưới, à dưới chùa An Lạc ở dưới, tôi có nói lời Phật dạy giống như là hào quý học đạo nan. Trong 20 điều khó mà Phật dạy là hào quý học đạo nan, là sung túc giàu có đầy đủ, khó khuyên người ta học đạo lắm. Cái đó nó là như vậy. Cho nên đây là những điều mà bằng trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ. Và chúng ta là vì sao? Vì sống bằng tham ái, vì đam mê, vì chấp ngã, vì thù hận, vì ghen tuông, vì đố kỵ. Cho nên thực sự nó che đậy hết trong những cái mà nhận thức bằng trí tuệ của chúng ta. Vì vậy nó để dẫn đến chúng ta những cái hành động rất là liều lĩnh. Chúng ta hành động mà không cần biết là hậu quả nó là thế nào. Thứ nhất là do chúng ta không lường được hậu quả của vấn đề. Thứ hai là do chúng ta không đủ tầm để nhận thức ra hậu quả. Thứ ba là vì chúng ta không vượt qua nổi sự ghen tức, thù hận và tham lam dục vọng của chúng ta, cho nên chúng ta liều lĩnh trở thành như con thiêu thân. Không biết trường hợp nào, nhưng trong những trường hợp này nó để phản ánh dường như đầy đủ những cái thực trạng về đa dạng của những con người xã hội. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những khi chúng ta nói, chúng ta không lường được cái hậu quả của lời nói chúng ta. Tôi nói các vị nhớ cái một cái bài giảng mà tôi giảng dường như bài quá giải mặc cảm hay là quá giải nghiệp tiền kiếp gì đó. Tôi nhớ là quá giải mặc cảm là cái cô em mà cũng trách móc người chị mà sau khi mà gọi là lầm lỡ với bạn trai mà có thai, chưa hôn nhân mà có thai, mà người này là người miền Trung, cho nên họ rất là sĩ diện danh dự về điều này. Cho nên người em gái nói câu với người chị rằng tôi mà chưa chị là tôi tự tử chết cho rồi, nhục nhã lắm. Một câu đó thôi người chị đã uống thuốc tự tử chết. Chết chẳng những một người mà chết hai người. Tức là chết bản thân người chị và cái thai nhi. Và cái người này bị mặc cảm suốt đời, sau này đi tu mà không gỡ được mặc cảm. Cứ là lâu lâu nhìn thấy là người chị dắt con về. Tức là mặc cảm mấy chục năm như vậy. Hết lòng đi tu để hối hận, để rột rửa lại. Có nghĩa là khi chúng ta phát ngôn tức quá vì cái gì đó, nhưng mà sự thật với các vị, mình tức là vì mình thấy người khác sai, nhưng mà mình dễ dàng tha thứ khi mình sai. Nhưng mà con người ai cũng có thể rơi vào cái sai đó. Mình đừng nói là chỉ có người đó mới sai như thế. Nếu con người mình rơi vào những hoàn cảnh giống như người ta, chắc gì mình có thể khác hơn được. Trên nguyên tắc con người chúng ta là như thế. Đừng chủ quan. Cho nên cái cảm nhận là làm sao bao dung được mình và bao dung được người, đây là điều Đức Phật dạy. Nhưng mà trước mắt là do chúng ta không lường trước được hậu quả của các cái lời nói của hành động chúng ta, cho nên dẫn đến những cái hậu quả. Rồi khi hậu quả cái chúng ta đau khổ. Nếu mà chúng ta học được lời của Đức Phật dạy, chúng ta không dùng lời ác khẩu như thế, thì làm gì có những hậu quả như thế. Những cái người rơi vào như những hoàn cảnh như người chị, bộ sung sướng lắm à. Ủa bộ mày cảm thấy mày mặc cảm, mày cảm thấy mày nhục nhã, rồi bản thân tao đang mang tao nhục à. Nhưng mà gì, bây giờ tao không lẽ tao đi chết. Cái chuyện này người ta rất cần sự cảm thông. Nếu sau cái câu nói đó mà mọi việc nó đều khắc phục được tốt thì cũng nên nói. Nhưng mà nói đâu khắc phục được tốt.
đẩy các vấn đề đi vào đường cùng và tồi tệ. Và người đang mặc cảm rồi mà các vị dồn nén một câu bằng cách chua cay như vậy, không ai có thể sống nổi. Con người chúng ta là như vậy, cùng cực vào con đường hổ thẹn mặc cảm đó, chỉ đi tìm cái chết thôi. Ai cũng thế chứ đừng nói là riêng ai. Ai mà một suy nghĩ tích cực mà loại ra khỏi được những cảm giác đó, còn bằng không, cơ bản nhất là không dễ gì. Trước khi tôi sang tìm khắc, tôi đọc trên mạng ở cái một cái câu chuyện mà của một cái người này là ở Trung Quốc thôi. Trung Quốc thì nó có cái chuyện mà thương tâm là gì? Cái gia đình người này sinh được một bé gái được 8 tuổi rồi. Thì sau khi mà gọi là trong suốt quá trình 8 năm như vậy thì gia đình có một đứa con, cho nên rất là yêu thương, chiều chuộng, lo lắng đủ điều. Nhưng mà sau 8 năm đó thì gia đình sinh thêm được một bé trai. Thì bây giờ bắt đầu mới có chuyện đó. Tất cả tình thương những người gia đình bắt đầu đổ dồn lại hết cho cậu trai đó. Mà họ là rất quan tâm đến vấn đề là họ mong ước được cái này là gọi là con trai để nối dõi tông đường. Cái này là cái quan niệm phong tục tập quán của người Trung Hoa đó mà. Nhưng mà các vị biết rằng á, khi mà chăm sóc như vậy á, cái đứa 8 tuổi này nó rất là mặc cảm và nó rất là hận cái đứa nhỏ. Mà người nhà trêu chọc nó hoài. Rồi có em rồi, bây giờ bỏ rơi con rồi, người lại thế rồi, những người hàng xóm cái lớn thăm đứa nhé này, rồi con bị bỏ rơi. Những lúc đó nó tủi nhục mà nó dồn nén nhiều ngày, gia đình không biết. Một ngày đó nó đi học về, nó gặp người hàng xóm, nhà hàng xóm tiếp tục chọc: con giờ bị ra rìa rồi, má ba con bây giờ có em rồi, con như là người con sinh vậy đó, này là mới là con ruột, thế thế nói vậy. Nó cay đắng nhiều ngày tháng, các vị biết nó dồn nén. Mà đứa em nó mới có 6 tháng thôi, thầm lặng nó đi lên, các vị biết rằng nó ở trên lầu 5, lầu 6 gì, trên nhà chung cư mà. Cho nên nó thầm lặng đi học về, nó khóc, nó ôm cặp, nó chạy vô, thấy một cái nó vô, nó ôm em từ lầu 6, nó thấy dưới đất, liền ra dưới đất, vừa liền và vừa khóc. Nó hận em, nó nói là con hận em, nó vô nói má con thấy em dưới đất rồi. Thì gia đình nó chạy ra thì thấy rồi, 6 tháng tuổi mà từ lầu 6 thấy xuống còn gì nữa. Cho nên là khi các vị biết rằng người ta viết cho chúng ta một cái câu chuyện thật thương tâm như vậy, để chúng ta thấy rằng lúc đó chúng ta không lường trước được hậu quả, chúng ta không biết lòng trẻ thơ nghĩ gì. Ví dụ bây giờ các vị lớn rồi có nói cách mấy là các vị nghĩ đùa, vì các vị hiểu được cái câu nói đó ý gì. Bây giờ mới một cái đứa trẻ 8 tuổi nó chưa đủ sức để nó hiểu, nhưng mà thực tế nó thấy rất rõ là mọi người đều đổ dồn cho đứa bé này. Mà nó đâu có hiểu rằng gia đình cũng chưa làm việc tư tưởng để hiểu rằng là không phải gia đình mà bản thân con cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến em con. Chưa cho nó này, chưa dạy nó cái này, mà chỉ cần là đổ xô và bỏ bê nó. Nó thấy từ ngày có em nó bị bỏ rơi. Cái ganh tị của những trẻ thơ trong lòng, mặc cảm, ganh tị, tức tối, dẫn đến thù hận, hành động một cái hành động gọi là điên cuồng rồi như vậy. Rồi cái hành động xảy ra như vậy đổ thừa ai? Giờ đổ thừa ai? Đổ thừa những người mà nói này nói kia bậy bạ nó, hay là đổ thừa nó? Đổ thừa người ta thì cũng không đúng lắm. Thật ra nói chung là tại vì nói đùa mà quên kiểm soát, nghĩ rằng là đùa thôi chứ không nghĩ đến hậu quả của một cái lời nói đó, sau đó là cái gì. Rồi bây giờ đổ thừa bé này được không? Giờ đổ thừa nó là nó lại gây ra một cái tội tày trời, đổ thừa được không? 8 tuổi nó không hiểu được, nó chưa ý thức về luật pháp, nó chưa ý thức về cái này cái kia, nó chưa ý thức về hậu quả của hành động nó. Nó thảy đứa em nó ra ngoài, nó chỉ nghĩ là để loại trừ những đối tượng mà nó đang ganh tị đang là thôi, chứ nó đâu biết gì đâu. Nó đâu có nghĩ rằng sau đó nó sẽ ân hận đó là em ruột của nó, hay là đó là cái gì, làm sao nó biết được, chưa đủ tuổi trưởng thành. Cũng chính vì vậy mà luật pháp khi những tuổi mà vị thành niên không kết tội hay là không kết án tử hình là gì vậy? Tức là không ý thức được hành vi mà, vì không lường trước được hậu quả của các vấn đề. Cho nên là khi không xét được hậu quả của các vấn đề thì chúng ta sẽ gặp những sự cố đáng tiếc như vậy.